Giỏi Dữ Ha tập 1. Các bạn ơi, hôm nay chúng tôi sẽ đến với một series mới tên là Giỏi Dữ Ha. Ở đây thì chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trên đời. Tính Nguyễn. Ừ. Đông Quang. Ok. Ở tập đầu tiên này thì sắp tới Trung Thu rồi, cho nên chúng tôi sẽ đi làm lồng đèn Trung Thu. Chủ đề hôm nay là lồng đèn Trung Thu. Hay, hấp dẫn. Cho nên là tôi cần sự sáng tạo. Đang ngủ thì đang ngủ thì bắt đi chơi thử thách. Tự sáng tạo ra cái lồng đèn của mình. Có thể là truyền thống, có thể là hiện đại, bằng bất kỳ nguyên liệu gì. Và mọi người cứ chi mạnh tay, tôi sẽ là người hồi vốn lại cho quý vị. Ok. Vừa vừa thôi. Hóa đường không? Xuất hóa đường không? Có. Mình xin hóa đường đỏ đi. Đường đỏ đi. Và bây giờ game bắt đầu. Đang ngủ tự nhiên dựng đầu dậy làm thử thách. Nhưng mà tôi vừa mới nghĩ ra một cái idea rồi. Và việc đầu tiên mình cần làm đó là đi mua đồ ăn mà đói bụng quá. Đâu có nắng bao nhiêu đâu, mát rồi à. Mà nó hành đi chưa nắng vậy nè. Mọi người có biết tại sao tôi lại chọn Hồ Con Rùa không? Bởi vì này là địa bàn của tôi. Ngày xưa tôi học đại học kinh tế, cho nên là tôi biết sẽ phải mua đồ ở đâu. Đi 500m cái là tới nè. Nơi đây cái gì cũng có. Mình sáng tạo một xíu. Tôi đang nghĩ nếu như mà làm lồng đèn bằng chai nhựa củi thì sẽ rất là hay. Mua kéo rẻ rẻ thôi, mua dao rẻ thôi. Cái này sẽ giúp mình tạo hình, sẽ làm con heo kiểu con heo tranh Đông Hồ. Xanh dương, màu vàng, màu đỏ. Ê, nhưng mà nhiều màu quá thì nó ê hề ê hề. Cái này nhặt được nè. Mình có nào rẻ không? Mình lấy luôn đi. Tiền bạc không phải là vấn đề. À cái này rẻ hơn. Được đấy, cũng tương đối đấy. Nếu trung bình mỗi người chi 200 ngàn là hôm nay tôi bay 600 ngàn. Kế hoạch thất bại, mọi người, địa điểm đầu tiên không có những cái gì mà tụi tôi đang cần tìm. Bây giờ mình bao nó lại hết á, thì cái khung ở trong bây giờ nó không quan trọng nữa. Nó dây led với trái cầu mây. Mình sẽ kết hợp tụi nó lại như vậy nè. Xong cái led nó sẽ lan đen 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 trong á. Cái này thì 50 ngàn, 10 cái. 50 ngàn, 10 cái này luôn hả? Lấy thì nó xong, 1 cái rồi. Không sao, không sao. Lấy 2 cái đi. Lấy 2. Đầu súng lớn rồi. May mắn là tôi đã tìm được một chỗ mà bán hầu như là tất cả những thứ mà tôi đang cần. Chậm vía. Nhờ trợ lý của chị Tính Nguyễn với mọi người. Lấy. Có màu đỏ chậu. Có đỏ thì mình lấy vàng. Ha. Không có đâu. Không có cái nào đỏ luôn và không hiểu tại sao luôn. Cái que chắc lấy cây đũa quá. Đẹp. Thôi lấy cái cây kia được rồi. Thưa quý vị, tôi nghĩ tôi nên được cộng điểm khi tôi là người đầu tiên về. Giờ hai người kia vẫn làm sao biết chỗ mua được. Làm sao biết mấy chỗ này để mua. Giờ mình sẽ đoán coi. Bây giờ là 2:55. Thử bao nhiêu phút nữa là hai người kia về. Mình là người về thứ hai. Vậy là mình đã có người về đầu tiên, người về thứ hai và một người chưa về. Chưa có dấu hiệu về luôn. Mà nói là 3:30 phải hoàn thành. Ừ. 5 giờ tao đi gấp công chuyện rồi đó. Làm gì? Mày đưa cái cây tao có. Làm gì? Tao bẻ hay sao mà mày sợ? Ừ. Ê, cái lồng đèn này lại đi rước ai? Cái lồng đèn gì mà về trời? À, chưa về hả? Tôi về sắp tới nè, gấp 200m rồi. Ok. 200m. Ê, có lẽ nào trùng ý tưởng. Ê, tôi thấy mua chai nước. Ê! Coi con khỉ này nó mua. Ê! Cái gì? Mua cái gì bây giờ? Cái này. Vâng, và sau khi mua nguyên liệu, bây giờ chúng ta sẽ tới phần check giá. Giỏi Dữ Ha tập 2. Vâng, và sau khi mua nguyên liệu, bây giờ chúng ta sẽ tới phần check giá. Mua trước đi. Tôi cảm thấy là tôi rất là đơn giản và tiết kiệm. 5 ngàn, 10 ngàn, 15, 30, 7 ngàn, 20. 100 ngàn đâu, mày bao nhiêu? 4 ngàn, 28 ngàn. Này sao mua tới 8 ngàn rồi, mẹ mua có 5 ngàn vậy ta? 10 ngàn, 5 ngàn rưỡi một cái. Tiết kiệm thôi. 30 ngàn, có 6 ngàn cái thôi. Vậy thì hãy lắng nghe đây. 35 ngàn, 10 ngàn, 90. Thôi rồi, thôi khỏi đếm luôn. Ê hề luôn. 80 mấy ngàn đó, 120, 63 ngàn, 25, 10 ngàn, 5 ngàn. Ta mua đống này mới 10 ngàn. Mua có 2 cái que có chút xíu à. Cái râu dế vậy 10 ngàn. Râu dế. Ghét không? Thật ghét dữ mày. Bắt đầu. Không biết bắt đầu từ đâu. Đây. Làm gì mày á? Mày không lo làm, mày mới làm cái gì trời. Ê, nó quen là có sẵn, mới nhét vô không à? Có. Tao có ý tưởng. Con làm gì nha con? Tôi tưởng mấy má này sẽ đầu tư ý tưởng nhiều lắm chứ. Mình kể chuyện về Trung Thu đi à.
Mời tuổi thơ của Hồ Đông Quang trước đi. Thu không có gì vui á. Trời ơi. Mình làm nội dung để cho Trung Thu đó bạn ơi. Là Trung Thu rất là vui luôn á. Tôi là nhớ Trung Thu nhất trong cuộc đời luôn á. Cả năm là tôi chỉ mong bước tới mùa Trung Thu thôi. Tại vì Trung Thu là ngày xưa là nhà tôi là ở giữa Bạc Liêu với Cà Mau đó. Trung Thu là ba mẹ tôi sẽ chở tôi đi chơi khu vui chơi ở Cà Mau. Hồi nhỏ là khu vui chơi là đã bộ thú nhúng rồi đó. Nói gì? Rồi luôn siêu tóc rồi đó. Ừ đã bộ. Vui. Ngày xưa là tôi rất là thích cái lồng đèn kiểu Tề Thiên đó mọi người. Ê! Tao có một cái Tề Thiên tôi chơi 5 năm luôn á. Tề Thiên là chùm sớm á. Sao hồi đó tao không chùm nè. Tại mày phải cốt cách của mày. Trả ơi, có ai mà kiểu thuộc tiếp nghe tiếng chống lưng cái là ha, đóng cửa, chui xuống đít giường. Sự ghét mấy người đó lắm nha. Bà chị tôi á trời, nghe Trung Thu kiểu đùng cái là rồi, cửa kéo lại, bà chui vô đít giường ngồi luôn. Mà nhỏ sợ nhưng mà lớn thì đi mua lân nha. Đúng rồi. Nhỏ sợ lân nhưng mà lớn thì đi mua lân. Mày đi mua lân à? Ừ. Đù là sao? Ý gì mày, ý gì? Suy nghĩ từ trước luôn rồi. Lên content là suy nghĩ dữ lắm nè, thằng này suy nghĩ dữ lắm. Lên tìm kiếm văn hóa Việt Nam rồi đó, suy nghĩ dữ lắm. Content của nó là ngươi nghĩ đúng rồi, còn mẹ là mẹ tới mẹ thấy cái gì là mẹ phải cái đó. Đúng rồi, vậy là nó tao suy nghĩ nhưng mà tới đó đâu có suy nghĩ tao đâu. Thì do mày dở. Còn này sáng là tôi mới ngủ dậy. Điện sách tôi đi tới nơi cái tôi nảy ra liền thấy không? Đó. Giỏi dữ. Má này. Giỏi dữ ha, tập 3. Chiếc đèn ông sao sao đắm cánh tươi màu, can đầy rất dài can cao qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tung rinh rinh tung 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 rinh rinh, đầy ánh sáng vui chiếu sáng sáng ngời. Tung rinh 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 tung rinh rinh, ánh sao bạc hồ tỏa sáng nơi nơi. Sao? Vì đó là đám mây. Hiện tại miền ngoài, miền Bắc, miền Trung mọi người bảo là nhiều đó. Tôi hy vọng là làm đám mây như thế này. Để những ngày tới đó Việt Nam mình sẽ có những đám mây đẹp như thế này. Không mây này là mây bão. Mây là mây đen kéo tới. Đấy, ánh nắng tràn ngập. Tôi là traditional boy, một chàng trai truyền thống. Cho nên là tôi yêu thích những con heo từ những bức tranh đồng hồ. Từ đó tôi lấy ý tưởng để giúp những trẻ em Việt Nam có thể tiếp xúc được với văn hóa ngày xưa. Thì đối với con heo này chúng ta có thể trưng ở phòng khách, phòng nhà bếp, nhà phòng ngủ, sân thượng, trước cổng hoặc là treo trên xe đều được. Treo trước cổng á, treo trước cổng á, mỗi đứa ăn trộm, xua đuổi tà ma rồi đó. Rồi giờ muốn trưng rồi để nó xuống sao? Đầu tiên là về nguyên liệu thì mình cũng làm những cái nguyên liệu nào mà nó có gần gũi với lại học sinh nhất có thể để các bạn có thể làm được. Ví dụ như cái này có thể tìm ở nhà được. Không hợp lý. Ví dụ nít giờ nó biết này gọi là gì mà nó đặt. Cái này nè. Nó không biết mua đâu luôn. Cái này nè, cái đèn nến nè. Người sẽ không có điều kiện như Đoàn Thế Vinh và Hồ Đông Quang sẽ làm những cái lồng đèn giấy cho tôi. Ok không? Cờ lý. Chấp nhận chưa? Vẫn chấp nhận đi, chấp nhận đi. Comment để xem có hợp lý hay không. Chấp nhận đi. Dạo gần đây mình lướt trên TikTok mình thấy rất nhiều liên quan đến cái bài hát là Màu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam. Mong miền Bắc sẽ sớm quay trở về như cũ. Lồng đèn mây mã số 01 rất ấn tượng. Mã số 2, lồng đèn heo yêu quái. Heo thần tinh.
Mã số 3, màu đỏ. Thôi là người. Và người mà thua cuộc trong cái trận chiến này thì sẽ nhận một cái hình phạt cho mọi người comment nhiều nhất. Comment nào mà có nhiều like nhất thì mình sẽ đó. Chỉ chọn đứa ít nhất thôi là có thể là chạy trên mày.